Alo. Ông chơi luôn nghe mình rồi các bạn ơi. Hả? Cái quần rồi. Alo mọi người, bữa hôm nay mình thả thiền nha các bạn. Chiều hôm nay mình công chuyện về tối quá cho nên mình không có quay kịp. Hôm nay mình quay cho các bạn xem chiếc thiền của mình nha. Ô, chiếc thiền mình cũng có mắt, có mũi đồ đàng hoàng nha. Ôi, ngày hôm nay mình đi đăng kiểm chiếc thiền của mình nè nha các bạn. Có biển số rồi nha các bạn. Số 7979 nha các bạn. Số đẹp luôn á. Rồi, để mình test thử coi. Em kiên cho anh mấy cục gạch nha. Cục gạch dưới chân em á. Đây. Mình chở gạch đây. Rồi, bây giờ thuyền mình ra khơi. Thuyền mình ra khơi. Hả? Chưa. Để mình lấy thử. Nó đi ra ngoài kia rồi các bạn ơi. Nó đi lại chiếc tàu đằng kia này. Chạy tới này các bạn ơi, thuyền mình đi ngược nước nha. Đẹp quá. Ôi báo đảo luôn á. Ngoài kia tình cờ mình phát hiện ở bãi ghe có chiếc xà lan á các bạn. Đấy, thuyền mình tiếp tục. Qua sông luôn ha. Ơi, thấy theo lời đứa em mình cho nó qua sông luôn các bạn ơi. Cho nó qua sông qua bên cái lùm bên kia ha. Nó qua sông kìa. Cho nó qua sông nè. Cho nó chạy qua sông. Qua sông thì xa quá thì đâu có nhìn thấy đẹp đâu. Chạy về. Mình nhưng mình lái dở quá, ghe cái thuyền của mình chạy nghiêng nghiêng luôn các bạn. Mình ghé lại. Quên giới thiệu các bạn là chiếc thuyền của mình sử dụng motor không chở than các bạn, nhưng mà có chế độ ve các bạn. Ve nè. Đó. Chạy tới nè. Được chưa? Wow. Ghé lại nè. Chạy tới. Như mình để cục gạch nó không có đồng với lại cái bẩn của mình. Hồi sớm mình vận chuyển nó bị cái bẩn cản nước của mình nó bị sụt sịt. Để cây mình kiểm tra lại cây nó như thế nào đây. Có vẻ là nó bị sụt sịt. Cái cản nước hồi sáng rớt cái đùng xuống. Tóc nó nghe bạc dữ vậy. Ừ, hơi bị bạc. Bây giờ mình đè cho cái mũi nó cái đó, bây giờ mình để cho nó cái mũi nó nặng chút xíu coi sao. Lắc sóng hả? Ghê chưa? Ghê lại.
ghê, tóc khăn không? Chạy luôn. Đi chưa? Đâu? Ở ngoài kia có một chiếc nữa. Đưa đưa lên cái. Ủi thử cái chiếc nào mạnh hơn. Mình ra mình chống với chiếc này coi. Ủi thử cái chiếc nào mạnh hơn. Anh đâu về hả? À, có không? Đi đua cây xa sáu hoặc ai đi đi nhanh hơn. Thôi mình không dám chừng với anh kia đâu, mình chạy về. Ảo sống rồi đó. Mình làm cho nó sống rồi, nghiêng ngửa đồ ghê không? Giờ lại. Qua khỏi khu vực quan sát rồi các bạn ơi. Chạy nghiêng. Chạy nghiêng luôn mà, hút lái nghiêng luôn. Giờ lại. Chạy tới. Quá. Ghê. Bỏ nước không? Mình lắc chiếc ghe này mình kêu mà gọi là tạo sóng, chỉ cần lắc bánh lái là sóng hết hồn luôn rồi. Trời nó chiều quá rồi. Giờ mới có nước, sớm là có nước. Ừ, trong nước cạn. Mình chơi này là mình chơi theo nước nha các bạn, mà có cái là nước không có, mà lúc mà trời nắng thì nó không có nước, nó cạn quá mình chơi không được. Còn này chơi chiều thì hơi bị tối. Ông chơi luôn ghe mình rồi các bạn ơi. Hả? Thấy cái ghe không? Đó, nó đừng lỗi. Ghe không ngon luôn nhìn. Ô, mình chạy sống luôn các bạn ơi. Chạy sống luôn. Chạy sống chạy vô luôn. Vô nước. Nghe mình thì vô nước đâu sao đâu. Rồi mất tiêu rồi. Hả? Đi chạy luôn rồi. Ôi cái neo ngã rồi. Sửa cái neo lại. Ôi cái mỏ neo cứ để lắc hoài. Cái mỏ neo lắc cho nó rớt.
đúng 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 canh luôn, đúng vô camera luôn. Trời nắng này, chơi mới đã. Trời ơi con muỗi, chắc mình phải nghỉ quá. Nó lắc cái rớt cái nào xuống. Sao kìa nãy giờ không rớt. Vũ biểu diễn lắc cho các bạn xem đây. Wow. Ồ kênh. Đúng vô cái mã ơi. Đụng mã mỏ luôn rồi các bạn ơi. Đụng mã mỏ nè. Thôi mình kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Clip này mình chơi tối quá cũng không đẹp. Clip sau chắc mình có hợp tác với các bạn nhỏ, hy vọng là sẽ hấp dẫn hơn. Các bạn nhỏ hứa với mình là vài bữa nữa các bạn nhỏ chơi với mình đó các bạn ơi. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại clip sau nha.